Chúa giáng sinh tại trường chiến thuở xưa. Chấm cung trăng hay nệm em cho vua thiên đàng, vì ngài yêu muôn dân còn đang mê mải chìm đắm trong ô tội, cứ mãi còn bước trong đường tăm tối. Ngày đêm ánh sáng nguồn chân lý đến cho muôn người, niềm tin yêu với bao hy vọng đến cho muôn lòng nhân thế đang chờ mong. Và Giêsu đến, ngài thay đổi hết cả muôn điều, làm tươi mới những tâm hồn đớn đau tuyệt vọng này trở nên mừng vui. Ngài lau ráo hết nước mắt cho muôn lòng bình an. họ vào ở cho cái hàng đó, họ xưa cái hàng đó là chiến tranh lạnh, Mấy con có sợ không? Có sợ không con? Có bao giờ biết sợ chưa? Hả? Đi đêm có sợ không? Có sợ không? Đi xung có ai? Có ai không? Sợ. Sợ gì? Sợ ma. Con gái sợ không ta? Nó thấy ma chưa? Không sợ. Hả? Hả? À, tớ sẽ sợ hãi lắm. Amen không? À. Vì cái thánh ghi rằng quyết không có sự sợ hãi trong tình yêu thương. Tình yêu thương thì cắt bỏ sự sợ hãi. Sợ hãi đó là cái linh. Và cái linh đó ma quỷ nó muốn chúng ta đó. Cái món quà ma quỷ nó muốn tặng chúng ta đó là sự sợ hãi. Nghèo. Sợ nghèo không? Nghèo không sợ? À, vậy là chúng ta Thiên Chúa có sự thay đổi đó. Chứ thế ra thì nghèo họ cũng sợ. Sợ gì? Sợ không có gì để mà ăn. Hả? Sợ không có gì để mà ăn. Rồi giàu thì nó sợ. Sợ? Nó cũng sợ. Sợ gì? À, sợ thì cám dỗ. Đúng rồi. Sợ gì nữa? À, sợ gì nữa? Mọi người sợ sự chết, mọi người sợ sự chết, sợ rất là nhiều vấn đề. Và đó là lý do mà từ sự sợ hãi này đến sự sợ hãi khác. Hồi sáng nay khi chúng tôi đến ở tại một chỗ, có một cháu gái về cái việc mà bị đưa đi rất là nhiều thầy cúng để như là một sự chữa lành cho đời sống của cháu gái đó. Nhưng mà sau đó cháu đó đã nhờ một thánh cầu nguyện trong 3 ngày là được kinh nghiệm sự dạy. Anh em xin chúng ta trước đây ở trong sự sợ hãi nhiều lắm. Tôi nhớ cách đây hơn 20 năm khi mà chúng tôi đến đây thì sự sợ hãi đến trên đời sống của quý vị rất nhiều. Buồn ngại, sự sợ hãi nó làm cho đời sống kích hoạt. Khi mà sân heo ra mấy con? 13 con thì là gì? Là kiên cử. À, kiên cử thả lại đi rồi. Thấy không? Sợ. Bán hoặc làm thịt, sợ không dám nuôi đúng không? À, còn sợ gì nữa nào? Người xin mình sợ gì nữa? Sợ gì nữa? Hả? À, sợ ma lai. Sợ ngại, sợ ma lai. Nhiều gia đình của người Muslim trước đây khi mà để con của họ xuống ở dưới, họ nghe một tiếng hú bên ngoài chạy cho con là biết rồi. Malay đến là bớt, nó là giết. Cái này đó, nhiều sự sợ hãi. Ô, và đó là lý do Jesus Christ này đến. Rosabai, Ron, ra. Rosabai, ra. Jesus Christ ngày đến trong sự vui mừng. Ngài đến để muốn cắt sự sợ hãi ra khỏi mọi người. Vì Ngài là Đức Chúa Trời. Sự giáng sinh của Chúa Giêsu là siêu nhiên, chứ không phải là bình thường. Siêu nhiên là gì? Siêu nhiên là gì? Siêu nhiên là nó là gì không? Siêu nhiên là gì? Là nó không phải là tự nhiên. Nó không phải là tự nhiên. Nếu mọi con người được sanh ra bởi người cha và người mẹ, nếu mọi con người sanh ra bởi cha và mẹ, thì sự giáng sinh của Jesus Christ là siêu nhiên. Nếu tính phạm đề đầu ra kết hợp với lại mẹ là tính gì? Sanh ra khổng tử là những người người ta thờ khổng tử vẫn có cha. Nhưng mà Jesus Christ Ngài được hoài thai bởi ai? Bởi ở trong người con đó là của cha hay của mẹ? Mẹ hay cha? Cha hay mẹ? Mẹ hay cha? Cha hay mẹ? Ôi, sao mình giỏi vậy? Sao được mình không được ha? Giỏi dữ ha. Đúng rồi cha. Nếu mà người cha và người mẹ phối hợp với nhau sinh đứa con, chắc chắn dòng máu trong đứa con là của người cha, chưa phải của người mẹ. Nên nếu mà trường hợp mà đứa con mà nó cần truyền máu, lấy máu ông cha truyền thẳng cho nó, bảo đảm khỏi cần thử máu. Tại vì nó, cái dòng máu ở trong đứa bé nó là của người cha, chứ truyền máu người mẹ vô thôi không được, thử máu cũng được. Người mẹ không chắc, nhưng mà người cha chắc chắn. Nếu đó là cha ruột ha, là chắc chắn là truyền máu cho đứa con. Nó có một sự di truyền từ người cha. Nhưng mà điều mà Jesus Christ Ngài để mục đích mừng trọn vẹn tại sao? Vì sự Giáng sinh của Jesus Christ bởi Đức Thánh Linh. Maria chỉ là một phương tiện thôi, và Thánh Linh của Chúa Ngài đến. Như vậy nếu tính về sinh học thì Jesus Christ thật là đấng vô cùng. Tại sao? Vì Đức Thánh Linh là đấng hoài thai và Jesus Christ Ngài đến. Và đó là lý do mà Ngài là đấng vô tội, Ngài là đấng cứu thế, Ngài là Christ, Ngài là Chúa. Chỉ có Jesus Christ là đấng duy nhất để đem sự cứu độ trọn vẹn. Đó là niềm vui trọn vẹn. Amen không? Niềm vui trọn vẹn. Hallelujah. Ngài là đấng giải nhất và Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời, chỉ có đấng cứu thế, chỉ có Christ mới đem sự cứu độ cho một chúng ta. Nên Ngài đảm bảo khi Ngài đến thì không còn bọn sự là con gái không sợ hãi. Amen không? Amen không? Không sợ. Tại sao? Vì đấng ở trong chúng ta, đấng ở trong con là lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn cả ở trong thế gian. Amen không? Amen không? Hãy vỗ tay cho ông Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là lý do mà Ngài đến nó không phải thành lập thêm một tôn giáo. Tôn giáo nhiều quá. Tôn là cao, giáo là dạy. Tôn giáo là dạy người ta cái gì đó cao siêu, nhưng mà người ta không bắt được. Tôn giáo giống như củ cà rốt để trước mặt con dê. Người ta cắm cái cây này, con dê đi tới cây luôn ăn ngoài đường nó càng đi tới. Cái cà rốt nó càng mua lại, ăn không được. Tôn giáo là như vậy. Hướng dẫn đồ, làm lần vẫn dữ hả? Ăn chay hả? Cạo đầu hả? Mang chiếc công hả? Đừng có giết người hả? Tôn giáo dạy toàn đó, nhưng mà làm sao làm được? Tôn giáo giống như cái bản chỉ đường, giống như cái bản đồ chỉ đường. Jesus Christ này không phải là bản đồ, mà Ngài đến Chúa Jesus đó là ta, là đường đi, là chân lý và là sự sống. Amen không? Tôn giáo là một người đứng ở trên bờ, thấy một người chết đuối ở dưới nước, nó ồ ráng lên, hít thở, đừng có đạp sâu, đừng có sợ, sợ là chìm á, đừng có sợ, đừng nặng, đừng quậy, quậy là chìm á. Ai mà không biết mà ta đang gần chết mà. Thì tôn giáo đứng trên bờ chỉ đâu mà. Phải làm vậy á, phải làm kia á, phải vậy á, phải kia. Nhưng mà Jesus Christ làm gì? Thì không đứng trên bờ mà làm gì? Làm gì? Ngài xuống và cứu với Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên Ngài bằng lòng hạ xuống để cứu. Jesus Christ Ngài đến để cứu, Ngài đến để cứu. Không phải là Ngài từ trên trời Ngài phán bình an cho người, nhưng Ngài đến, Ngài bằng lòng hạ sinh một nơi thấp hèn nhất để đem sự cứu rỗi cho Ngài. Đó là lý do Rosabay và cùng Alleluia. Amen không? Có những cái vấn đề là Ngài đã làm rồi, Ngài đã làm trọn rồi. Những gì cần làm, những gì cần hy sinh, những gì cần tạo ra, Ngài đã làm hết. Vấn đề là chúng ta phải nhận lấy điều đó thì đó là sự vui mừng trọn vẹn. Amen không? Không thể nào chúng ta vui mừng trọn vẹn khi trước mặt chúng ta là một cô phở, chúng ta hít vào hương quá, nhìn các bạn đẹp quá, nhưng mà không ăn thì sao? Không đâu. Chúa làm chủ đời sống. Ngài bước vào để lấy mọi sự sợ hãi, mọi sự tự ti, mọi sự ban ơn, mọi vi phạm của khỏi chúng ta, để ban chúng ta một niềm vui, một niềm vui Rosmai, một niềm vui trọn vẹn, một niềm vui mà thế gian không thể nào cho chúng ta, một niềm vui ở trong sự bình an. Và niềm vui đó là món quà, và cái giá của nó là chính Jesus Christ. Ngài chịu đóng đinh thập tự giá, đổ huyết ra để cứu tất cả mọi chúng ta. Amen không? Amen không? Trong tối nay ai muốn nhận món quà tình yêu của Chúa Giêsu? Ai muốn nhận món quà đó? Ồ, cảm ơn Chúa. Ok. Rồi bây giờ những người tay chúng ta sẽ cùng nhau ra chúng ta để nhận đây. Chúng ta con nào nữa còn con nào nhận Chúa Giêsu, nhận Rosabay sự cuối cùng trọn vẹn mà đến đây. Nhận Chúa. À đúng rồi. Rồi các công tử khi xưa ở đây căng chê một xíu luôn. Rồi, rồi con Việt. Còn con nào nữa? Đứng ra con này con. Con đứng qua bên đây. Con gái qua bên đây. Qua bên đây. Qua bên đây. Tới đây con đọc con. Qua bên đây. Đây đây con chọc tôi đứng vào con gái. Rồi qua bên đây. Là cứu Chúa để sống của mình trong tối hôm nay. Amen ha. Ok, vâng. Và bây giờ mời những người đã tiến bước lên đây, chúng ta quỳ qua xuống để bày tỏ tấm lòng thành kính chúng ta trước mọi Chúa. Chúng ta quỳ qua xuống để bày tỏ tấm lòng chúng ta đến Chúa. Chúng ta quỳ qua xuống. Mấy con đưa tay lên như là một sự khát khao, như là ao ước trong sự chúng ta gắn mắt lại không bị phân tâm, gắn lại không bị phân tâm, và số người làm lại thành chư và đức tin để nhận Chúa làm chủ đời sống của mình. Chúa nếu sẵn sàng bước vào trong chuồng chiên máng cỏ, Ngài sẵn sàng bước lên thập tự giá là những nơi mà dường như con người sợ hãi, thì tối hôm nay Chúa bằng lòng bước vào cuộc đời. Các con với quý vị ở đây đừng nghĩ rằng ô tôi nghèo lắm Chúa có bước vào không, tôi tội lỗi nhiều lắm Chúa có bước vào không. Đó, nếu mà Chúa đã từng bước vào một nơi dơ giấy nhất, một chuồng chim máng cỏ. Phúc Lua Xe xin được hát một bài, đó là bài Việc Điều Danh Thánh. Let's go. mùa Giáng sinh đã đến rồi, cầu Chúa đến trong tấm lòng, sưởi ấm tâm hồn bao người, tìm thấy an bình trong Chúa. Chợt tình yêu giáng trời là tình yêu Thiên Chúa, tin yêu và hạnh phúc, vui tươi và bình an mà Ngài ban xuống cho nhân gian. Cuộc sống không còn hy vọng, cuộc sống không còn hy vọng, chìm đắm mãi trong ưu phiền, chìm đắm mãi trong ưu phiền. Hãy đến bên Cha ái từ, hãy đến bên Cha ái từ, cầu xin Giêsu tha thứ, ban cho mỗi tấm lòng, ban cho mỗi tấm lòng một tình yêu vô địch. Chúa yêu tôi thiết tha, ban cho tình yêu mới luôn bền lâu. Chúa là tình yêu chính tôi mong chờ. Thờ tôn vua Giêsu vinh diệu cao quý muôn đời. Lìa trời Chúa Giáng sinh trong chuồng chiêm xưa tối tăm, trần gian đó